Trải nghiệm một buổi học Data Analyst in Business Statistics tại Đại học VinUni cùng SAP Academy. Về việc là mình sẽ xử lý và cái dữ liệu tự động như thế nào. Thế thì ở đây nó sẽ có 4 bước nhá. Phần này thì từ từ cũng thực hành, đến phần của anh Khả thực hành thì nó sẽ tốt hơn. Phần này thì anh sẽ nói về cái tư duy để các em hiểu là anh sẽ khai thác dữ liệu thế nào để tối ưu vận hành. Hai diễn giả chính của buổi học là anh Nguyễn Đức Thái, ACCA, giám đốc điều hành tại SAP Academy, và anh Đỗ Văn Khả, Senior Data Platform Lead tại Zurich Pharma Analytics. Với kinh nghiệm dày dặn và kiến thức sâu rộng, hai anh đã mang đến những chia sẻ thú vị và bổ ích về chủ đề Data Analysis với hơn 60 bạn sinh viên tại Đại học VinUni. Buổi chia sẻ thuộc phần học tập thực tiễn về chuyên gia của môn học Business Statistics do khoa Business and Management tổ chức đã diễn ra sôi nổi với sự tương tác nhiệt tình của tất cả các bạn tham gia. Anh Nguyễn Đức Thái đã mang đến những cái nhìn tổng quan về tầm quan trọng của phân tích dữ liệu trong ngành tài chính. Anh nhấn mạnh rằng việc hiểu và vận dụng dữ liệu đúng cách có thể mang lại những quyết định kinh doanh chính xác và hiệu quả. Trong khi đó, anh Đỗ Văn Khả với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại các công ty, tập đoàn lớn đã chia sẻ những nội dung kiến thức về các bước và công cụ trong quá trình xử lý dữ liệu, từ đó xây dựng các kỹ năng trình bày kết quả phân tích như tạo báo cáo, biểu đồ và trình bày dữ liệu một cách hiệu quả. Điểm đặc biệt của bài học là phần thực hành phân tích dữ liệu qua các case study thực tế. Các bạn sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn được nhập vai để thực hành trực tiếp. Hoạt động này không chỉ giúp các bạn củng cố kiến thức mà còn phát triển kỹ năng xử lý dữ liệu và ra quyết định kinh doanh phù hợp. Những bài tập thực tế đã tạo ra môi trường học tập sôi động, giúp sinh viên tiếp cận với các vấn đề mà họ có thể gặp phải trong tương lai. Buổi học không chỉ là cơ hội để các bạn trẻ gặp gỡ và học hỏi từ các chuyên gia, mà còn là dịp để họ được lắng nghe những câu chuyện thực tế về nghề nghiệp, giúp các bạn hiểu rõ hơn về công việc hàng ngày của một nhà phân tích dữ liệu, từ đó có thể hình dung rõ ràng hơn về con đường sự nghiệp tương lai của mình. Hy vọng rằng với sự nhiệt huyết và kiến thức chuyên sâu cùng những chia sẻ thực tế từ hai diễn giả của SAP Academy và trải nghiệm thực hành từ buổi học này, các bạn sinh viên Đại học VinUni sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích, góc nhìn mới mẻ và tự tin hơn trên con đường trở thành những nhà phân tích dữ liệu tài năng. Input là web traffic, em có thể show được các bạn, tại vì cái này thì các bạn hoàn toàn có thể show cho các sếp, present nó lên, được chưa? Đó, mình có thể chèn được rất nhiều đối tượng. Đó, các bài tập lớn mình hoàn toàn có giống kiểu các bài.